This is 4 Skill English Program. In this program, you will learn 4 skills: listening, speaking, reading, and writing through stories, emails, and conversations in English. There are many different seasons, and this is Season 1. Let's get started with Chapter 1, Topic: My New School. Today, we are going to learn Lesson 3, Topic: Anlap Lower Secondary School. First, listen to the story 3 times. Remember, listen carefully and write the story down. Anlap Lower Secondary School is in Bac Giang province. It's a small school. It has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground. Anlap Lower Secondary School is in Bac Giang province. It's a small school. It has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground. Anlap Lower Secondary School is in Bac Giang province. It's a small school. It has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một số từ vựng và một số cụm từ mới được dùng trong bài để các bạn làm quen với từ vựng và học từ mới trước nhé. Sau phần này chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn câu chuyện để kiểm tra xem phần nghe đã nghe dễ dàng hơn chưa. Cụm từ đầu tiên của chúng ta là Lower Secondary School. Cụm từ này ý chỉ là trường cấp 2 hay trường trung học cơ sở trong tiếng Việt. Các bạn chú ý nhìn lên màn hình để tập nói từng từ cùng mình. Là từ đầu tiên là Lower. Say it again. Lower, âm O ạ, lower. Tiếp theo, secondary. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên, sec. Say it again, secondary. Và mình sẽ hạ giọng vào các âm đằng sau ạ. Secondary, xuống như vậy. Và từ trường học là school. Again, school. Các bạn nhìn lên màn hình, luyện nghe theo đồng thời bắt chước nói theo cùng mình luôn nhé. Say it again, lower secondary school. One more time. Lower Secondary School. Very good. Từ vựng thứ hai của chúng ta là từ province. Từ này có nghĩa là chỉ tỉnh. Tỉnh tương đương với thành phố ạ. Và ví dụ như là tỉnh Bắc Giang thì mình nói là Bắc Giang Province. Mình cùng luyện một chút về phát âm ạ. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên province. Ở đằng sau mình sẽ hạ giọng và nghe cả từ sẽ là province. Say it again. Province. Tỉnh Bắc Giang là Bắc Giang Province. Và trong bài cả câu của chúng ta có mô tả rằng trường cấp 2 An Lạc thì ở tỉnh Bắc Giang. Có nói rằng An Lạc Lower Secondary School is in Bắc Giang Province. Các bạn chú ý để mình có thể học từ mới một cách hiệu quả nhất nhé. Từ vựng tiếp theo mình muốn cung cấp cho các bạn đó là động từ bao quanh. Bao quanh hoặc xung quanh mình dùng từ surround. Again, surround. Và các bạn chú ý một chút, từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai round ở đằng sau. Nên âm đầu tiên là âm ơ nói ngang bằng surround. Và trong bài được dùng ở dạng bị động, đó là ngôi trường được bao quanh. Khi được bao quanh sẽ chuyển về âm ed ở đằng sau, nghĩa là dạng động từ phân từ hai. Và nói thành surrounded. Again, surrounded. Ngôi trường được bao quanh trong bài dùng là the school is surrounded. Và ngôi trường được bao quanh bởi những ngọn núi và những cánh đồng.
Ngọn núi từ vựng trong bài là mountain. Again, mountain. Trọng âm và âm tiết đầu tiên ạ, mau. Và âm thứ hai hạ giọng tin, mountain. Dạng số nhiều của chúng ta là mountains. Again, mountains. Từ chỉ cánh đồng trong tiếng Anh là field. Again, field. Dạng số nhiều những cánh đồng là fields. Again, fields. Và những cánh đồng màu xanh trong bài dùng như vậy ạ. Màu xanh có thêm từ green. Cánh đồng màu xanh là green fields. Trong bài dùng cả câu, môi trường được bao quanh bởi những ngọn núi và những cánh đồng màu xanh. Mình nói cả câu là the school is surrounded by mountains and green fields. Right here. Bây giờ mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số từ vựng còn lại ở trong bài nữa. Từ đầu tiên, cụm từ đầu tiên ạ, là từ phòng máy tính. Computer room. Again, computer room. Máy tính là computer. Trọng âm và âm tiết thứ hai ạ, các bạn nhấn cùng mình. Computer. Again, computer. Và phòng là room. Again, room. Phòng máy tính là computer room. One more time. Computer room. Very good. Từ tiếp theo, từ chỉ khu vườn là garden. Again, garden. Very good. Từ này trọng âm và âm tiết đầu tiên ạ. Gar, hơi kéo lưỡi MR một chút ạ. Dừng, hạ giọng. Again, garden. Very good. Và cụm từ sân chơi ở trường học trong tiếng Anh chúng ta đã học trong các bài trước là playground. Từ này là từ ghép của hai từ play và ground. Các bạn có thể nói đều giọng là playground, hoặc do hai từ này đã ghép thành một rồi, mình nhấn vào từ play và mình hạ giọng ở từ ground thành playground. Again, playground. Right here. Từ vựng tiếp theo là từ chỉ các bạn nữ hay các bạn gái, dạng số ít là girl. Again, girl. Các bạn chú ý bật âm R, kéo lưỡi âm R, sau đó mới đẩy lưỡi âm L ạ. Girl. Như vậy ạ. One more time. Girl. Và dạng số nhiều những bạn nữ hay các bạn gái là girls. One more time. Girls. Very good. Và động từ chỉ việc nhảy múa trong tiếng Anh là dance. One more time. Dance. Có âm SC ở cuối ạ. Dance. Very good. Vừa rồi thì mình đã cung cấp cho các bạn một số cụm từ và từ vựng mới ở trong bài số 3 của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy thử nghe lại dựa trên những gì mình đã được học, xem phần nghe đã dễ dàng hơn chưa nhé. Enlac Lower Secondary School is in Bac Giang Province. It's a small school. It has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground. Enlac Lower Secondary School is in Bac Giang Province. It's a small school. It has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground. Vừa rồi thì các bạn đã được nghe thêm hai lần nữa đoạn câu chuyện của chúng ta. Và bây giờ để mình có thể vừa luyện nói, đồng thời kiểm tra đáp án của bài, thì chúng ta cùng chuyển sang phần 2 để cùng luyện nói, đồng thời kiểm tra lại đáp án nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time.